Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con cái xin các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là cái xin đầu tiên các bạn. À, con này đang chữa 8 tháng các bạn. À, đang chữa 8 tháng. Cao 1m26 bò các bạn. Cao 1m26 bò, chữa 8 tháng lứa nhì. À, bò này thì chủ bắt về nên là không biết là chữa bò gì nha các bạn. Chỉ biết là bò siêu mà không biết bò gì. À, không dám bao nha các bạn, đẻ bò siêu ra con gì hưởng con đó nha các bạn. Giá 29 triệu. À, quà đen. À, mẫu Bombay. Giá 29 triệu các bạn, lứa nhì. À, chữa 8 tháng. À, đùi dài, bò Hà Đồng các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, chữa 8 tháng, lứa nhì. Cao 1m26 bò, giá 29 triệu các bạn. Giá 29 triệu. Rúng yếm rồi nghiêm chỉnh các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh. À, chân móng rồi hoàn thiện Hà Đồng các bạn. Hà Đồng. À, con này là cái sinh tơ nè các bạn. Con này là cái sinh tơ. À, cao 1m26 bò, chữa 5 tháng rưỡi 3B các bạn. Giá 31 triệu các bạn, giá 31 triệu đỏ ao. À, xương lớn xương các bạn. À, yếm nè các bạn không? Rúng yếm nghiêm chỉnh nè các bạn. Con này chủ nhà trực tiếp bơm luôn các bạn. À, 5 tháng rưỡi 3B các bạn. Giá 31 triệu sinh tơ. Rúng nè các bạn không? Rúng này vú đồ đều hết các bạn. Sẽ mặt nè. À, sẽ lưng nè các bạn không? Sẽ lưng này hơi tròi gì xong một chút xíu nha các bạn. Hơi sụp gì xong một chút xíu. À, giá 31 triệu sinh tơ này các bạn. Mẫu Bombay. Mẫu này mát sữa dữ dằn các bạn. Chữa 5 tháng rưỡi 3B. Bao chữa luôn các bạn. Bao chữa bao khám. Bao 3B các bạn. Cao 1m26 bò. À, đuôi dài. Lưng một lưng luôn các bạn không? Lưng đuôi dài, lưng một lưng, chân móng hoàn thiện các bạn. Chữa 3B 5 tháng rưỡi, giá 31 triệu. Xin tơ nha các bạn, xin tơ nha. Rúng yếm nghiêm chỉnh nha các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh. À, giá 31 triệu các bạn, giá 31 triệu. Sẽ mặt nè, à, sẽ lưng hơi sụt sau chút xíu nha các bạn. Giá 31 triệu. À, bao 3B các bạn, bò này chủ nhà trực tiếp bơm các bạn. Bao 3B giá 31 triệu nha các bạn. À, con này là cái sườn nè các bạn. Sải tích này nghiêm chỉnh các bạn. À, con này thì cao 1m25 bò các bạn, cao 1m25 bò. À, con này bơm được 1 tháng rưỡi các bạn, bơm HF bò sữa được 1 tháng rưỡi các bạn. À, bơm được 1 tháng rưỡi. Giá 18 triệu 500 ngàn các bạn. 18 triệu 500 ngàn. Cho anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Rúng yếm nè, sải tích nghiêm chỉnh nè. Con này là mới tách con luôn nha các bạn, mới tách con. Đó, còn căng sữa các bạn, mới tách con còn căng sữa. Giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn. Con bò này là lứa nhì nha các bạn. Lứa nhì. Giá là 18 triệu 500 ngàn, cao 1m25 bò các bạn. Cao 1m25 bò, 18 triệu 500 ngàn. Đó, bơm 1 tháng rưỡi HF bò sữa các bạn. Đó. Đuôi dài, hoa đen đuôi dài rúng nè, mới tách con cái bầu cũng còn căng này các bạn không, sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn, giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, 18 triệu 500 ngàn, đó anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, bò này nằm ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, con này các bạn không? Cao 1m25 bò. Bơm HF bò sữa là lứa nhì nha các bạn. Giá là 18 triệu 500 ngàn. Bò này mới tách con. Đuôi dài, sải tích nghiêm chỉnh, vú đen. Đó, sẽ mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Đó, còn con này thì Sinter. Cao 1m26 bò. Chữa 3B 5 tháng rưỡi. Giá 31 triệu các bạn. Giá 31 triệu. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng là hoàn thiện hết các bạn. Đó. Lưng đôi. Đó. Đó. Lưng đôi các bạn, chân móng là hoàn thiện hết, rúng yếm nghiêm chỉnh. Đuôi dài phết đất luôn các bạn thấy không? Đuôi dài phết đất luôn. Xe mặt thì chính xái các bạn. Đó. Xe lưng thì hơi trời gì sau chút xíu các bạn. Đó. Bơm 3B được
năm tháng rưỡi các bạn. Bò này trực tiếp chủ nhà bơm luôn các bạn, bao 3B các bạn, Center bao 3B, 5 tháng rưỡi, giá 31 triệu các bạn, giá 31 triệu. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. À, còn con này thì xin đang âm chữ lưới nhì 8 tháng, bao chữa bao khám, giá 29 triệu, cam kết thêm 6 bò, giá 29 triệu các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết, mẫu Bombay. Đó, mẫu Bombay các bạn, chân móng hoàn thiện hết, mẫu Bombay đúng yếm nghiêm chỉnh, cam kết thêm 6 bò, chữa 8 tháng, lưới nhì, bao chữa bao khám, giá 29 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại chủ bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, mình xin được báo giá lại con cái xin đứng trước mặt bạn, chữa 8 tháng, cam kết 6 bò, giá 29 triệu. Đó, con Sinter cam kết 6 bò, chữa 5 tháng rưỡi 3B, giá 31 triệu. Con cái xin lưới nhì cam kết 25 bò, 18 triệu 500 ngàn các bạn.